Chào buổi sáng của chú anh chị ha. Hôm nay là sáng thứ hai, Kim nhà Kim đã Phú Quốc. Mọi người sáng sớm ra là hai cha con chi đã xuống hồ bơi rồi cô chú anh chị. Xuống hồ bơi xong rồi tắm rửa, sấy tóc về cho chi xong rồi mình mới đi ăn sáng mọi người. Hôm nay thì sẽ dẫn ba Kim đi safari cô chú anh chị. Ba chi nè. Chị có thích bơi dữ lắm luôn. Sáng sớm là đòi ba đi bơi rồi đó. Nè chị xin chào ông bà cô chú đi chị. Sáng nay cả nhà đang chuẩn bị đi ăn sáng nè mọi người. Sao hôm nay sẽ dẫn ông ngoại với Chi Chi đi safari hả cô chú anh chị. Ba chị ngồi một chiếc kia. Dạ, em bé khỏi hả em? Dạ được rồi ạ. À cảm ơn em. Dạ. Chị Chi quá trời đồ ăn sáng luôn mà chị không chịu ăn gì cô chú anh chị nữa. Ăn cái này giống như là bánh cái gạo mà ta làm cơm á mọi người, xong rồi chế sữa vô ăn nè. Đông lắm hả cô chú anh chị, trong đây có đồ ăn sáng, món Việt, món Tây cũng có hết trơn á. Đông quá chừng luôn nè. Ở dưới trên lầu luôn mọi người, ở trên lầu cũng những cái món ăn giống nhau của chú anh chị mà giống như là đông quá đó, người ta chia ra hai khu cho mình ăn. Nhà Kim có cháo trắng, trứng vịt muối với lại trứng vịt bắc thảo mọi người, có đậu phộng nữa nè, trà bông này ăn giống người Trung Quốc nha cô chú anh chị. Okay, that's enough. Way too many. Đây là quầy nước uống đó cô chú anh chị. Cà phê, bánh. Đi vô tới cổng của safari rồi nè cô chú anh chị ơi. Nó giống rừng tràm hả mọi người, nước này rừng tràm với nước nè. Trong Nhật tới safari nè cô chú anh chị, mình sẽ mua vé ở đây hả mọi người. Hello chị chơi. Chị biết con này con gì không chị? Flamingo. Chim hồng hạc. Đúng rồi. Chim hồng hạc. Chim hồng hạc. Hồng hạc. Hồng hạc. Hồng hạc. Chim hồng hạc. Ok. Hồng. Chim hồng hạc. Hồng hạc. Hồng hạc. Ok. Chim đẹp quá. Đây nè. Mấy con chim hồng hạc này ở ngoài đây cái màu nó hồng hơn trong sở thú bữa nè cô chú anh chị. Bữa mình đi trong sở thú rồi cái màu nó không có được hồng như vậy đâu. Ở ngoài đây nhìn nó giống như là nó cũng gần gũi thiên nhiên hơn, trong sở thú bị nhốt quá đó mọi người. À, cái cổ nó dài thấy ghê, cái cổ cái chân nó dài quá chừng luôn kìa. Màu đẹp quá, cái này giống như màu cam cam này hết cha ha. Yeah.
Hồi đó giờ con cũng mới đi safari luôn cha. Là chỉ đi thừa sở thú thôi. Ở trên kia đây thì có một cái dòng sông, ở trong đây giống như là cánh gừng nước mặn hả mọi người. Đây chắc nước mặn, không biết nước mặn hay nước ngọt hả cha, chắc nước mặn quá. Ở gần biển mà. Để lọt chân dưới vậy. Cái xuống đó nha con. Chứ thường mình đi sở thú không, chứ mình không có đi vô safari mà đi xem thú được thả. Nhưng mà đi vô safari này thì mình sẽ đi bộ thẳng xuống dưới kia là mọi người. Thì cái khu này cũng là khu thú nhốt ha. Đi thẳng xuống dưới kia là khu hoang dã đó, thì mình mới lên xe bus mình ngồi, người ta chở mình đi tham quan. Bây giờ thì dẫn ở trong đây giống như là sở thú vậy đó. Rộng quá chừng luôn, ở trong đây đi bộ là hết là phải hơn một tiếng. Cái gạt kìa, gạt hưu cái đó, có con hưu đó, cái gạt nhỏ kìa cha. Nó mới nhú lên, nhung hưu đó là nhung hưu ha. Cái này là gạt sống hai gạt. Đẹp quá. Đây. Đi tiếp. Đẹp quá. Cứ quay thôi này. Quẹo phải hết cha. Mới đi mà. Giờ tới chiều còn lâu, đi bộ đã luôn. Khu bò sát. Hà mã. Con này con gì đó chi? Con tê giác chứ không phải hà mã, đúng rồi, có cái sừng này, hai sừng kìa. Nè cái bông này, bông gì nè cha. Mà hôm bữa giờ con thấy trong Sài Gòn nó trồng hàng hàng quá trời nè. Mà cái bông chùm chùm luôn mọi người, đẹp quá chừng luôn nè cái bông. Trời ơi cái bông này mà mẹ chồng Kim thấy là mê dữ lắm luôn. Cái màu hồng nó đẹp. Mà nó chùm 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 luôn. Nó có mùi thơm nhẹ, nghe chứ chị. Không biết là cây gì nữa. Ở đây mấy cái thùng rác làm cũng có tính thiên nhiên luôn cô chú. Cái thùng rác là chắc người ta làm bằng xi măng nè, mà giống như cái cây gỗ vậy đó. Ở đây là có cái chạm dừng chân, cái liều cho mình ngồi nghỉ nè. Mát chưa? Rắn mối nó bò. Ơi con thiên nga kìa chi kìa. Thiên nga gì quá trời đó kìa. Đây nè cái con này. Cái con này có cái vòi giống con voi, hồi nãy nó mới ngáp ra cái vòi giống con voi này, giống con heo hả cha ha. À. Lợn voi, con lợn voi. Hàng chỉ cái vòi nó giống con voi mà cái mình với cái bóng chân thì giống con lợn. Hôm nay the skin and the feet like the pig. Says they can run fast and they can very and they're good climbers. Đây nè con chú anh chị, con heo voi mã lai hả mọi người. Lúc nãy Kim nói sai đó, Kim nói năng kiến nhưng mà không đúng hả cô chú anh chị. Là nó ăn trái cây, rau cỏ vậy đó mọi người. 30 to 35 có thể lặn lội được vậy nè, như hà mã luôn. Cười lên. Đi gần cái hồ là nghe mùi tanh cá hả cha? À, tao mất tiêu rồi. Con gái cá. Ừ, nó hôi quá, nó hôi cái mùi quá. Hôi mùi khai khai. Mà nước trong này làm cũng trong hết cha, như đã nước mặn hết cha ha. Ở biển nước mặn hả? Cho nên nhìn nước nó cũng trong nè cô chú anh chị. Nước trong. Này giống như nước suối nó trong. Mà chắc cái con này nó ở nước mặn. Nó đâu mất tiêu rồi. Kìa, nó nằm mất bên kia nó ngủ rồi mọi người. Kìa, đây sleeping honey. Sleeping in there. Yeah, there. Oh, yeah. Nice. Over there, see them all cuddling. See? Yeah. Underneath the tree, look. Ở đây có con ngắn mỏ nhỏ xíu nè mọi người chưa? Dạ. Ngắn mỏ baby. Yeah, you can see them through nè, the window. Chị nhìn cái con này chị có sợ không? Tặng lăng. Chị lấy cái lá này nè, chị đụng nó thử rồi, cầm cái lá nè. Đó, ê, nó chạy rồi chị ơi. Chị. Rồi cho vô đó trốn đi con, để đứng ở ngoài hồ người ta đi người ta đạp nó làm sao. Cho vô đó cỏ nó trốn đi. Rồi đi đất cơ. Chị nó không cho mẹ chọc phá ngắn mối. Người ta làm cái đường đi này đẹp quá nè cô chú anh chị. Cái này mình đi dạo xuống đây cũng được nữa. Mình đi theo cái đường này xuống đây vòng qua đó, xong mình đi lên bộ lên trên đây. Nhưng mà bây giờ mấy con gái cá đã ngủ hết rồi cô chú anh chị ơi, cho nên mình đi tiếp. À ở bên đây có cái hồ gì nè, chi đi bộ đi khỏi vô The Pram con, lên đây có cái cây cầu nè chi. Ôi kia có cầu dây kìa cha.
À, dưới đây là hồ cá sấu. Trời ơi, cái hồ cá sấu ông ơi. Crocodile. Kìa, đi qua cầu dây kìa. Đi qua cầu dây chụp hình. Kìa, cá sấu. Cá sấu nó nằm như thế này. Hôm nay crocodile. Nay chứ kiếm đẹp ram nè. Dạ. Chị đi ra đi bỏ lên đây nè con. Hôm nay lúc rồi đó. Rít. Này có cái cầu dây nè mọi người. Đi qua cái cầu dây đó cũng nhúng. Chị có cái con đợt. Ờ, rất có đai nè. Hôm nay đợt. Chị Chi bị cá xuống nha chị. Chị. Trời, cá sấu nó cắn nhau kìa, nó bị chảy máu hết trơn. Hôm nay đây phai trên hôm nay lúc. Mà đây sao ta làm cái dây thấp này nhìn nguy hiểm quá. Rồi, đi let's go. Rồi, nó nhúng. Nhưng mà ở đây cũng đỡ sợ hơn là mình đi ở ngoài khúc gì ở ngoài Bắc mà có mấy cái cầu nhỏ nhỏ nó dài hơn. Cá sấu rất là nhiều đó mọi người, hôm nay lót thịt đông. Dạ, yeah, hả mẹ. When are they gonna move? I've never seen one move. When are they gonna move? Nguyên cái hồ này rùa. Ôi, hai con rùa đó nó làm gì kìa? Nó đã cắn nhau. Nó piggyback hả? À, Chi nó là đang cõng mà nó cắn cái đầu. Nó làm gì Chi? Piggyback hả? Bên này cưa đồ đúng không? Nó đang ôm nhau, nó đang cõng nhau đúng không? Oh, it's a boy. Maybe it's a girl. Wants him, honey. Ờ, đi con. Ồ, có đường with the way out. Rùa khổng lồ. Chả thấy rùa này đúng rồi, đúng không? Nãy cho vô rồi, đúng không? Hôm nay look at the size. Look at the size of them. Đây là cụ rùa luôn này. Cụ rùa này chắc phải 100 tuổi hết rồi này. Cụ rùa quá trời to luôn. Ăn rau kìa, ăn bắp cải, củ cải đỏ với là cà rốt đó với hẹ. Rau muống gì đó, thấy người ta để một mâm nè. Giờ chắc quá mệt rồi, ngủ chưa rồi mọi người. Con cái cụ rùa này quá chừng to luôn. Đi, let's go. Mình phải đi tìm chỗ nào, chị biết chỗ nào chưa? Chị không biết, mày cũng không biết, mày phải đi tìm đúng không? We go inside here, we let's find the master. Huh? Yeah. Yes it is. Ủa, trong đây là gì trong đây vậy chị? It looks like a case. Qua đây mẹ coi có gì trong đây nè. À. À, con rắn. Con trăng nè chứ nè. Đây là cái hồ trăng mà mình không thấy trăng ở đâu hết. Đi. Con rắn. Chi. À, nè. Trăng nằm trên kia hả con chú anh chị? Ở trong đây là khu bò sát đó mọi người, nhưng mà trong đây ồn quá kia không có quay được. À, không có nghe. Đây nè, con trăng nữa nè. Trăng đất. Trăng đất màu vàng. Sao Kim nhìn mấy con này Kim thấy sợ quá. Hai con luôn. Hai con luôn. Dad would love that safari down in South Africa. Sừng công nè cha. Bình Dương. Ở trong đây mấy cái chuồng này là người ta đều để sợi dây điện nữa mọi người. Sợi dây điện cho mấy con này đừng có ra ngoài đó. Cái sừng nó quá trời dài luôn kìa. Mà nó cong nó cô chú anh chị. Quá trời cặp sừng đẹp luôn. Em Chi đã mệt rồi cô chú ơi. Giờ em Chi lên xe ngồi ba đẩy rồi. Đi cũng nhờ có cái xe này nè. Không có xe này mà em đòi ẩm là ẩm chắc sụi tay luôn. Trời, mấy cái con cái sừng nó nhỏ nhọn quá kìa cha. Mấy cái con già thì cái sừng nó quá trời cong, cái sừng đẹp quá, giống như hai thanh gươm vậy. Hello, honey. Cái này Linh Dương sừng kiếm nè, cô chú anh chị, cái sừng nó giống như cây kiếm là thẳng băng nè. Đây con bò tót nè, cô chú anh chị, nó quá trời cơ bắp luôn à, cuồn cuộn luôn. Cái này nó có thể cân nặng lên đến gần 1000kg hả mọi người, là hơn 900kg đó. Quá trời luôn nè. Hai con ở hai chuồng riêng, có cái đường dây dăng điện riêng ha. Chứ nếu không là nó bay qua nó đánh nhau là tiêu luôn.
Hai con hổ đang ngủ cô chú anh chị, con hổ Bengal. Mà con hổ này tuổi thọ từ 8 đến 10 tuổi ha mọi người. Đi bộ một tiếng rồi đó cô chú anh chị, nhưng mà vẫn chưa được phân nửa đó mọi người. Tại vì mình vừa đi mình vừa ngắm mấy con vật nè. Ơi, có hổ sư tử trong đây. Sư tử trắng mọi người. Sư tử trắng này à, yeah. Sư tử trắng ra cái hình. Tử trắng này có trọng lượng từ 120 đến 150, tuổi thọ từ 10 đến 15 năm, là mang thai có 3 tháng 6 là sinh rồi. Giống con heo quá chứ ha. Nó đẻ ra nhỏ xíu. À, đẻ lần 3 đến 5 con. Thức ăn thịt, thịt bò, thịt gà, thịt heo. Xuất xứ châu Phi. Bây giờ nó ăn no rồi nó ngủ, một con được hai con cái kìa cha. Hai sư tử. Ấy hơn 4 5 con luôn. Mà chỉ có một con đực thôi, hai con đực là đâu nhốt chung được ha. Hai đực nhốt chung là nó sẽ cắn nhau. Dạ yeah, honey, one man and two women. Good. Lucky boy. Ơi. Ở trong đây cây có nhiều đó cô chú anh chị, gió mát lắm mọi người. Ở đây là có con lạc đà hả cô chú anh chị. Nó đang, nó ngồi, nó nhơi cỏ kìa. Nó nhơi cỏ giống như là cái loài động vật bò, dê gì đó cô chú anh chị. Nó ăn xong rồi cái... nó sẽ nhai lại, lúc mà nó nghỉ ngơi nó sẽ nằm nó nhai lại. Đông quá chừng nè mọi người, mùa hè. Người ta dẫn con đi chơi với lại mọi người đi nghỉ hè, đi du lịch nè. Rồi, đội kia không biết đi nào đấy. Rồi, let's go chi. Cái cầu này đẹp quá, giống như cái dây leo ha cây chi. Giống như có cây trong rừng mà nó dây leo chằng chịt nè. Trong đây là coi chim hay gì á chi à? Vườn chim á chi à? Wow. Không tới đâu con, cao lắm. Đi qua bên đây coi nè chi nè. Bên đây cầu nè chi. Hả? Lên đây cầu dây này qua bên kia coi chim hả cô chú anh chị? Cha đi qua bên kia không? Không đi. Thôi, chim cò dưới đây nè. Càng chim cò dưới đó quá trời kìa. Chị đừng chạy nha con. À, sao là sao con vẹt á. Đúng rồi. Con vẹt đẹp quá kìa chị kìa, chào em. Chụp ảnh cho mua vé đúng không? Dạ đúng rồi, 50.000 một vé cho một khách ạ. À. Thôi chị không có đem tiền đây, tiền chị để với vợ chồng chị mang luôn rồi. Đứng đây nhìn thôi. Chụp hình với con vẹt. Mà phải mua vé. Chị đừng có lên đó con, chỗ ghế cho con ngồi, con đi xuống đi con. Đi giống người đi hai chân kìa. Anh bắt mũi bắt kiến vậy á. Dịch lá ra từng sau. Honey, they find something to eat, look. Oh, look. The worm. No, that's a female, that one. It says females turn back to blonde, keeping only a black cap on the top of their heads. So that one's a female on the right. Mấy con này nhìn nó vui quá. Cái mặt nó giống sư tử luôn. À, cái mặt nó dài dài, cái lông quá trời nhiều giống lông sư tử nè. Cái mông đỏ kìa. Đỏ. Mấy con này lông đẹp quá à. Cái lông nó đẹp hết cho ha. Đủ màu, mấy màu lông luôn ha. À, nhìn mức gực luôn. Nó thành cái hang động đó. Ở trong hang nó mát hay hang đá con mát? Con khi đập bự. Ừ, hang đá mát. Chị thấy con khỉ chưa? Con thấy 4 con vợ. My dad said a man have 4 wife. Con khỉ này giống như con chuột cái cô chú nhỉ, nhỏ xíu xíu à. Nó xíu giống con sóc nè. Mà cái lỗ tai nó có hai cái lông đấy. Học chung lông nó chỉ chỉa ra. Má just like the cat. À. Giống con sóc quá chị ha.
Đàn khỉ sóc nó giống sóc nè, cái lông nó cũng giống giống rồi mà sao nó bò giống nữa nè. Honey, it says here, they all live together, right? And there can be as many as 500 people in the family. Makes yours look small. Hey. Honey, make yours look small. There's not many left in the world, look. See? It's in the critical stage, look. Động vật nguy hiểm cực kỳ nguy cấp luôn. Đương Dương lên Ấn Độ thì các bạn ấy chạy cực kỳ nhanh, chạy tới 80 km/h. Dạ rồi, và ở bên tay trái chúng ta, các bạn này, những bạn sáng sáng này là ngay ạ. Rất là to luôn, cho thay mọi người sáng. Xương của bạn này thì được cấu tạo từ xương cho nên rất là chắc chắn đúng không ạ? Đây là loài duy nhất mà có thể chống trả lại khi mà gặp hổ và sư tử ạ, nhờ vào cặp xương rất nhọn của bạn ấy. Trong này thì các bạn động vật sống cực kỳ hòa thuận với nhau đúng không ạ? Do có đủ nguồn nước và nguồn thức ăn, cho nên là các bạn này rất là ít khi xảy ra mâu thuẫn để mà tranh giành thức ăn với nhau. Cho tới 15 kg lá và rau củ ạ. You knock this bus over, that one. Have the rhinos together, look. Những cái bạn còn sáng sáng này là Linh Dương ạ. Linh Dương và Phi. Thế các bạn này bên tay phải của chúng ta đây ạ, rất nhiều luôn. Bỏ chơi cái gì nha. Em bé. The mushroom chứ đúng, giống cái nấm đó kìa. Rồi các bạn thấy đang ở bên phía tay trái của chúng ta, mình quan sát về phía bên tay trái ạ. And the left side just drop. Tay trái. Thấy biển rồi không? Ờ, drop it kìa. Uh-huh. The baby ones as well, look. Đi bạch, tại đây thì thức ăn sẽ được nhân viên dùng rồng rồng để mà treo lên cao để cho các bạn nhìn dễ ạ. Ở bên kia là đà điểu thưa cô chú anh chị, mấy con đà điểu. Thế mà chúng ta các bạn này là chim nước à, cái lồng tròn màu trắng chứ không hông. Các bạn này người bơi rất là giỏi đúng không ạ, và có thể lặn xuống nước luôn để mà trộm kẹp hơn. What do you want with this now? Có bộ lông màu trắng và cặp sừng rất là dài này là Linh Dương sừng mát ạ.
Các bạn hay thì chúng ta một loài động vật rất là quý hiếm nè. Nhân viên đó, anh này sẽ có trách nhiệm là nhiệm vụ này cho các bạn này nha. Nếu như mà không có kích động các bạn này thì các bạn này sẽ không tấn công chúng ta được ạ. Beautiful girls, aren't they? Dạ, ra phần ở phía trước bên tay phải của chúng ta là nhà hàng Hương Con Cổ ạ. Tại đây thì mình có thể dùng bữa và tương tác trực tiếp với các bạn này. Rồi và phía sau cánh cửa phía trước thì hành trình bán hoang dã của chúng ta cũng đã khép lại. Trước khi mình xuống xe thì anh chị vui lòng kiểm tra lại tư trang và hành lý của chị. Mệt chưa? Kim chào ông bà cô chú với chị. Chào con bà cô chú. Cả nhà Kim đã kết thúc xong một chuyến tham quan safari rồi mọi người. Cũng khoảng 4 tiếng đó, từ ở trong sở thú với lại đi ra xem động vật hoang dã cô chú anh chị. Bây giờ đang đợi xe buýt để chở về tới khách sạn mọi người. Ba chi mệt nè. Chị nằm rồi lúc ta ông ngoại nè. Ở cái khu này Kim thấy xây nhà cùng màu hết trơn. Ủa, xây nhà có nhiều màu này của chú anh chị mà không có ai ở hết trơn. Em cũng không có buôn bán gì hết. Giống như là cái nhà rộng như đó mọi người. Không biết là Vinh này người ta xây như vậy để cho đẹp hay là sao. Không biết mà thấy để nhà trống không à. You had a nice time, haven't you, sweetheart? She's getting water with a rice straw, and then she had the rice, and then she had the straw, yeah? Yeah! Bây giờ Chi đã về, Chi đã hồ bơi rồi, cô chú ơi. Em Chi cho hồi nãy cho hơn một tiếng rồi đó. Giờ chắc là cho em về tắm rửa sớm mọi người. Ở dưới nước quá lâu luôn. Cái hồ bơi bên đây hả cô chú anh chị? Cái khu này là cho trẻ em nè. Dài qua bên kia là người lớn, bên kia cái hồ bơi rất là lớn mọi người. À, tao này để uống bia. Đẹp quá. Đẹp quá. Có mấy cái này giống như là cái ổ chim vậy đó. Ngồi trong đây là đung đưa cũng rất là vui nè cô chú anh chị. Đi ăn về tới nhà rồi cô chú anh chị ơi, bây giờ là buổi tối, hồ bơi có đèn đẹp quá chừng rồi mọi người.